đồng ý làm vợ anh nghe. Anh đến với Bích Liên không phải vì tình yêu mà là vì lòng Vũ Lợi. Anh nói điều đó đúng. Cậu là một con cáo chưa già nhưng lõi đời. Có tiền thì vô đây nói chuyện, còn không có tiền thì cút. Tao cho mày thêm 100 triệu nữa, vậy thì là 200 triệu. Đủ để mày nhảy lên chưa? Mày là cái thằng khốn nạn. Suốt ngày ba chỉ có tiền, tiền và tiền thôi. Ai chống lại tôi, người đó sẽ không nhận được sự lợi lộc gì ngoài sự đau khổ. Ông là thằng khốn nạn. Giết ông. Mày ơi. Vòng xoáy của đồng tiền, tham vọng cá nhân đã khiến họ trở thành những con người đối lập nhau. Ai sẽ là người phải trả giá